Thanh minh xong lại chuẩn bị đến đám nhàng Phương. Mùng 8. Không biết, tao cũng không biết hơn chữ thấy hận nói là mùng 8 thôi. Vô đúng vào 10 tháng 4 ạ. Thì không nhầm là ăn ăn vô mùng 9 đấy thằng đấy. Bạn này chúng ta nghĩ mệt rồi, giờ chúng ta lại bắt đầu chúng ta làm. Ơi. Quay lại chúng ta bắt đầu chúng ta chặt.